Chào mừng toàn thể quý khán giả thân mến đã quay trở lại với số tiếp theo trên kênh Về Miền Tây Bắc. Và hôm nay trong vòng buổi sáng sẽ tiếp tục những cái công đoạn đi làm đường dập về cái con đường nhựa này. Vẫn như vậy thôi, ngày hôm nay thì tiếp tục chở vật liệu, anh em cũng nhiều người đã đỡ đám về rồi. Chào em. Hôm nay cũng sợ mưa lắm. Sáng nay mưa nhỏ đúng không? Sáng nay cũng mưa. Đấy. Này, chú tặng cái mũ con thích màu nào? Thích màu nào? Một chiếc. Thích màu nào? Màu đấy à? Cháu cảm ơn chú. Cảm ơn chưa? Cháu cảm ơn chú. Chú Long. Cái này không học, không biết cả. Không học à? Đây. Nào. Đấy. Hai cái này bé hơn, bé hơn các bạn gái. Và thì sáng nay vào được một xe bột đá 6 khối rồi. Long đang ghi hình vào lúc 9 rưỡi từ sáng đến giờ. Rơi vào khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi mà mọi người gùi bay 6 khối bột đá rồi. Xe không vào kịp. Vật liệu từ trung tâm xã vào đến hơi xa một chút. Hôm nay trời mát mát, râm râm. Nhà em. Ở trên đây à? Vào nhà em. Em lên đi, em về đi thì hôm nào anh lên. Tí nữa bước vào đây. Lúc nào anh lên? Đang quay bà con tí đã. Em mời vào nhà chơi. Mày thời tiết đỡ oi rồi. Sáng sáng lại có vài hạt mưa xuống rồi. Giờ cũng không nắng mấy, mọi người đỡ mệt hơn. À đâu nhỉ, vợ vừa đi nhìn thấy bóng bóng của anh vợ anh Lành sao nhỉ, đúng không, phải không? À đây đây, đây. bảo luôn. Em ơi, đợi anh một tí nhá, anh lấy thức ăn lên để chia cho mấy nhà. Sùng em bảo em vợ anh Lành cầm cái này về. Cầm về xong rồi cắt. Cắt đi lúc nào em dính nghỉ thì đưa cho em một ít. Còn lại để gia đình mình ăn trưa. Cái rạch nước này. Và con cuốc không cho chạy ở đây nữa. Cho nó khô đường đi chiều mới đổ được. Đây, cái chỗ này chảy nước vẫn nhiều lắm này các bạn ơi. À, xe tự động nữa nhỉ, không cần nổ máy đâu. Tự trôi đi. Ừ.
Toàn các chiến mã. Yo, hàn nó chỉ mua nỉ lứ. Mệt, mệt nhỉ. Hôm nay mát hơn tí. Bà chịu khó thế nhỉ? Khó quá. Anh. Ai cũng chịu khó. Chào chú. Anh. Đoạn đây, đoạn này sau này phải làm, đoạn này sau này là phải làm cách ra đây này anh. Không. À, mà nó đông quá thì là cho hai đội là hai đội. À, đông quá chia làm hai đội. Anh ơi, cái chỗ gần mặt đường em thấy nước vẫn chảy ác, thì anh khơi cái rãnh cho nó chảy hết xuống vực nhé, để cho nó khô đi thì mới đổ được ấy. Chứ để cái nền nó ướt quá nó... cái nền đất ấy thì cái dòng nước nó chảy qua thì mình khoét lại cho nó chảy hết xuống dưới, đừng để cho nó chảy trên mặt đường nữa. Em thấy vẫn thấy chảy nhiều trên cái một tốp nữa này, làm hai tốp lối với nhau. Hôm em với nhé, anh Lành bảo hôm nay đông quá tách làm hai tốp, một tốp đổ từ dưới xuống, một tốp đổ từ trên cua để lối vào nhau, xong ấy mà một buổi sáng là hai tốp liền vào nhau rồi mà. Bởi vì chỗ này nó gần cái đường nhựa lắm rồi, nên bà con gùi có một đoạn là đến rồi. Ở bên trên này thì cái bãi tập kết bột đá từ hôm trước vẫn còn. Nên là lý do tại sao mà hôm nay bà con gùi 6 khối bột đá và bay vèo trong vòng có 2 tiếng đồng hồ là nó gần mà. Hôm nay làm tốc lực, đoạn này lối với đoạn kia, đoạn kia lối xuống. À, buổi sáng ngày mai nữa là sẽ lối liền với đường chính. Vẫn theo kế hoạch thôi. Khi mà lối liền đến đường chính thì Long sẽ để bà con nghỉ 3 ngày. 3 ngày đó thì tranh thủ đập đá và xử lý hai cái vết lứt kia. Thứ nhất là theo Long nói đấy là phải kè vào, kè lồng đá vào. Sau đó là bên trên cái rạch nước này thì chú giấu tên Lâm Đồng có tư vấn rất là hợp lý, thì chú vào đào thêm cái hào, đào cái hào bên trên để chặn cái nguồn nước hướng nó sang bên dưới kia, hướng nó xuống cái khu nào mà có cái sải đất nó rộng hơn ấy, thì nó không xói mòn và nó không bị vết nứt, nó không bị sạt, nó không bị trôi, thì sẽ xử lý như vậy. Đội bên trên này đổ nhanh lắm này. Dây dây, ta tắt cái điện thoại anh với, nghe nhạc đấy dính bản quyền. Ở bên trên này nhiều đá lắm nên là kè vực cũng không cần phải giữ lại cái tải xi măng đâu. Nhưng mà chỗ nào mà không có đá thì giữ lại cái tải xi măng này, đóng đất các thứ vào để kè. Nhưng mà trên này nhiều đá lắm, không cần thiết. Nóng quá phải cởi trần ra chú nhé. Còn nước mà, nước thoải mái nhỉ. Dòng may quá là không phải gùi nước. Có mưa thì đỡ phải gùi. Hơi bé đúng không? Bé quá nhỉ. Nó có tắc ở đâu không mà cái bé này, một cái bể cái nhiều nước mà xoắn ở đâu, tắc ở đâu quá.
Thế tóc để dài đấy, phải cắt tóc đi, cắt tóc gọn gàng lên mới đấy nó mới thích chứ. Làm xong tuyến đường này mà không chinh phục được em ấy à? Chắc đi hỏi đến kia nó không phải hứng từ bể, hứng từ cái gạch kia thôi. Gì đấy to này mới được chứ gì. Ngoài ấy nó hở chỗ kia rồi. Nằm ấy sao lớn, nằm ấy tua đấy. Nằm ấy tua này. Tuyên đóng này. Cứ nọ chú cú này. Nằm ấy tua ít chú.
Thank you.
别说走了，别说走，我说到捞没啥，捞着什么不？没捞不进，捞到哪个对？捞什么？你叫白讲啥？捞啥叫白捞？捞我白了不？捞啥了？捞谁叫白了？捞谁叫白了？捞啥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 
我来了改了知道现在知道了哦哎呀改到哎呀哈哈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 哈
你单位只学的。都抖音了，抖音了呀。哈哈，那做啥呀？老子那是卖卖哈。哈哈哈哈哈。那老妹儿，包起起拉回去，没关系。那年了嘛，都给了嘛，那那么多啊。嗯。哇，大概几万？捞大好的。没捞也别到哪也没捞，都拖拉拖就到。啊，到啊，对呀。捞。那就也才有半。哈哈哈！哈哈！哈哈！Cái gùi này là gùi của phụ nữ nên là nó cái dây nó hơi bị ngắn. Này cứ bảo sao chị em người Mông ở Mông cứ cong cứ đẹp nhỉ. Gùi này cong Mông đây này. Hãy
那来吹球，吹球就猛来冲了。不得拿手的，拿手抓。要拿手？啊？不能不扯了。啊？不能不扯了。你直接猛了。
Cái tầng này? Cái tầng đâu hả? Cái tầng đâu? Cái tầng cỏ kia hả? Cái tầng cỏ kia mà chả thấy măng đâu hả? Tôi chỉ có phải nói của tổ hợp hả? Nó gây nó bảo như chết chứ. Ờ, chết chứ. Đó là cái mà nó bảo hát cháu mà. Nhưng được xây ấy. Đúng à? Đúng. Đếm thôi. Đếm mà nè. Ta, anh này mấy chú lên ta. Chỉ phải là mấy lâu sau sau thế ta. Nó đâu có tổng thanh niên. Chắc chắn cho tiền này. Để yêu bà chú nói này. Chắc chắn cho tiền. Bây giờ, sắp tới lúc này nằm mơ một chỗ nó rồi. Nằm mơ một chỗ nữa nè. Số tổng thái. Cho hóa lại lắm chứ. Lúc đó là tính chết tính tổng này. Thêm đó.11 rưỡi rồi các bạn ạ. Hôm nay thì lực lượng vô cùng là đông luôn. Nên là anh em đổ bê tông cũng chia làm hai tốp, một tốp đổ bên trên, một tốp đổ bên dưới để nối liền với nhau. Hôm nay mà tốc lực làm đến 12 giờ trưa, sau đó là chiều làm từ 1 rưỡi cho đến 5 giờ chiều là có khi là không có mưa thì sẽ đổ được chạm với cả đường đấy. Chạm đường nhựa này. Từ đây lên trên đấy còn hơn 100 mét nữa mà. Hơn 100 mét với cái đoạn trống giữa hai đội đấy nữa, mấy chục mét nữa. Thì nếu mà chiều nay mà đổ được đến đường nhựa này là hôm nay là hoàn tất 300 mét đấy, là kỷ lục đấy. Mà hôm là chỉ tầm 200-220 đấy, hôm nay mà đổ được xuống đến tới đây là 300 mét. Nguyên buổi sáng hai xe bột đá, mỗi xe 6 khối là tổng 12 khối bột đá này. Đánh gần bay trong vòng một buổi sáng. Anh em là bỏ hết xe máy rồi, bây giờ là gùi bộ thôi. Bởi vì từ đây lên trên kia còn hơn 100 mét nữa thôi. Nên là gùi bộ lên, cho nó đỡ phải quay đầu xe rồi. Nên nó đỡ vướng nhau. Đi tuột lên đây. Nốt gùi này rồi một gùi nữa là bà con sẽ nghỉ. Và có lẽ là video buổi sáng ngày hôm nay thì Long cũng xin phép được cập nhật tới đây. Ăn cơm, nghỉ ngơi buổi trưa xong chiều cho Long sẽ tiếp tục ghi hình để cho các quý hảo tâm và các bạn khán giả được xem nhá. Quỹ của chúng ta thì càng ngày càng tăng lên. Quỹ làm đường ạ. Rất là hy vọng được sự yêu thương giúp đỡ của bà con vùng cao này thì các quý hảo tâm trong và ngoài nước lại tiếp tục ủng hộ bà con, giúp đỡ bà con để hoàn tất cái tuyến đường này. Còn bây giờ là lời chào và hẹn gặp lại.
Mật ong rừng trên kênh về miền Tây Bắc được lấy từ vùng rừng Mù Cang Chải, Yên Bái. Rừng Mù Cang Chải với diện tích rộng lớn nằm ở vị trí phía Tây Bắc, được thiên nhiên ưu đãi với hơn 250 loài hoa, giúp mật ong có chất lượng tuyệt hảo. Cam kết 100% nguyên chất và đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Liên hệ đặt hàng, A Long, số điện thoại 0965 653 434.